Hello, xin chào quý vị khán giả. Bị quỷ Man Team này nó bắt gặp quả tang. Quý vị em. Trời đất ơi. Giờ nguyên đám là chuẩn bị ăn đi xuống cano đi tìm cá chết nè. Giờ đi hết trơn, lực lượng không có ai đâu ở nhà. Kêu cái nhóm khác giùm. Tại giờ đang chuẩn bị đi giúp đỡ đồng đội đi giúp đỡ này đâu có nữ ra đâu có làm được cái mấy tưởng niệm được đâu, cho nên con thông cảm. Thì chú bây giờ đi ăn cho nổ ăn miếng bắt đầu đi giúp thôi rồi nha, thông cảm chú nha. Xin chào quý vị khán giả. Đó, sáng sớm là ngồi đây có người lại kêu đi hôn cái chát tận lệ mà trở về quê dùm. Rồi bây giờ đã qua lên lịch đó, sáng bữa hôm nay đi vớt cái xác cầu Bình Lợi rồi, cho nên mình nữ ra còn đội bây giờ ăn miếng dằn bụng tranh thủ còn đi đó, đâu có người đâu có nhà đâu lại cho nên nó quý vị thấy không. Ở giờ mới làm ngồi này là không có việc làm hết đó, ăn cũng ăn vội. Trời ơi, dù giấc giấc này đó điện ra có mấy ngày rồi, năm ngày trước rồi, nhưng mà sang với đồng đội đang ở ngoài lắc không có nhận lời làm được. Hôm nay công việc có lời giờ điện lại nữa nhà tiếp, mà hôm nay là ngày thứ 6 rồi, 6 ngày rồi. Trong ba lực lượng với lại đội tìm kiếm nhiều chưa ai thấy được, với cái lực lượng 14 đã lặn rồi, đã lặn rồi để giúp người dân rồi, cho nên nữ ra tìm chưa ra, chưa lấy được xác chết. Mà hiện tại giờ hiện trường là công an đang thu giữ một cái tre của cậu con trai này, mẹ thì bán hàng rong ở chỗ cây xăng, gia đình nghe nói đâu ngoài Quảng Bình á, Quảng Bình đó, tối qua đó Quảng Bình không? Hai Bình giờ trong đây đi cư vô đây đi buôn bán sinh sống. Ôi rồi chúng ta mình gửi ra, cậu mình chưa biết nguyên nhân nhảy cầu như thế nào, tối qua đang có lại rồi đại cậu sát đó, bà mẹ ngồi ôm chỗ cái góc cầu á, cái tội nghiệp đó, ngồi lập bàn thờ ngay đó luôn, ngồi giữa cầu ôm cái cầu vậy hoài suốt 5 ngày qua, người mẹ tội nghiệp. Nghe nói cũng tìm thuê tàu ghe rồi đó, đi tìm mấy ngày nay rồi tìm mà không có. Giờ mấy anh đang tranh thủ ăn thử. Hello, xin chào quý vị. Dạ. Chào quý vị. Chào quý vị. Dạ. Dạ quý vị. Dạ. Dạ cảm ơn, chào cả nhà. Hồi sáng anh em cũng lên đồ rồi, giờ ăn uống rồi chuẩn bị đi qua cầu Bình Lợi để mà hỗ trợ cho người mẹ tìm xác người con. Bữa giờ 4-5 ngày lực lượng lặn cũng như là mấy đội vớt xác rồi đó, thì bây giờ mình cũng cùng ra mà hỗ trợ cho lại mọi người nha cả nhà. Anh em ăn miếng rồi lên được. Bà Bảo nha, chờ con chút nha. Bà Bảo. Bảo rồi Bảo. Anh mến chào cô chú. Ngày mới chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Theo dõi clip đi, con đang ăn cơm con xin lỗi. Chưa ai vậy? Ngon quá. Qua anh cho tôi đi bộ 4 cây số. Quay mày cho nó đâu. Tỉnh dậy thôi. Chưa, từ từ. Không biết chào ai vậy
con cơm cho bầu. Cơm. Hello chào cả nhà. Để cho con sư phụ ăn cơm ăn nuốt cái để mắc nghẹn mắc còng đi nữa. Ủa. Còn Quyền thì đang ăn rồi đi vòng vòng nha cả nhà. Rồi, thì buổi sáng của mấy thầy trò là như thế. Để chuẩn bị lên đường. Đây. Hộp cơm của sư phụ nè. Dạ, cả bắp đồ xương ăn mình. Ủa. Mặn sư phụ. Quỷ mập nó đổ quá trời nó mắm luôn. Nó đi khảo sát các bạn mập đến cuốn rồi đúng không? Đi bộ 4 cây số. Bà báo á. Bà báo á. Thấy cái cầu được không? Có đường xuống không? Có, đi, giờ qua được. Rồi, loại bảo 4 cây số. Anh hỏi đường qua được không mập? Được. Em nói vậy thôi, được qua mày xe mày mà quay lại chạy đi. Thôi, anh chạy đi để em đi bộ ra. Anh kia có đường xuống. Nó hỏi anh ơi, cái đường này có qua bên kia đường không? Không nói được. Qua được nhưng mà không có đường xuống. Đầu phòng à. Đi từ bộ, từ quốc lộ 13, đi bộ thì tới Vạn Đầm, tới sân bay thì nhất luôn. Vậy dạ. Vậy tối đón ở đâu? Đón với cầu Bình Lợi. Lại lấy mấy cái đi rã giò cái áo tang cắt ra để làm cờ trắng cho. Rồi anh, này anh Phi đang giữ. Anh Phi giữ cờ trắng luôn. Chủ á. Đúng, sớ tố quân. Ủa. Đây là trình diện Ngọc Hoàng. 40 cây á. Ăn từ từ thôi sư phụ ơi. Chào quý vị khán giả nha, chúc mọi người nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Đang tiếp tục cập nhật. Rất là cảm ơn tất cả mọi người bỏ thời gian để xem video và để ủng hộ Trang. Sao sư phụ ăn chưa hết hộp cơm đó mà sư phụ trả lại kết thúc gì? Chào hello hello sao á? Hai đầu quýnh thấy không? Hai tay tay cầm muỗng tay cầm đâu quýnh được đâu. Đây nha. Tao thấy mình ngồi chọc nó hoài rồi. Ê, tối đi bộ không sao mà vui không? Thôi. Tối đi anh mở. Bà báo. Chẳng mà báo ai vậy? Hôm qua ta đi, ta hỏi ông qua cầu được không? Ông nó qua được. Mà qua được không? Được, mà không có xuống được. Mà qua được chưa? Đi hết cái đường này xe lửa luôn á, tôi đi gần tới trạm cuối luôn á. Nó qua được luôn á. Tôi kêu thôi lái xe đi để tôi đi cho. Thôi, chỉ lái xe đó. Đi bộ tích giảm bỡ hả? Rồi, để mang đi. Cũng là trung thu, mình đã ăn trung thu tối em mấy bé ăn bánh trung thu của mình sáng. Ôi trời, cái mặt càng ngày nó càng bự sư phụ ơi. Không biết cái mặt này mặt gì nữa, mặt heo hả? À. Đầu heo này chắc tiền không nè. Ê mày vô bên dài bên thấp mày. Giống dâu vậy. Giống dâu dê quá, cá chê, cá dồ. Bị điên hả? Để chi mấy cọng giống lông thằng nào quá. Thầu lão. Rồi, bye chào cả nhà, mời cả nhà theo dõi hành trình của sư phụ cùng mấy anh em để mà đi hỗ trợ cho ca này nha cả nhà. Theo như được biết là thường thường mấy ở đợt rồi cũng có một cái vụ nhảy cầu này mà trôi tới cầu Gò Dưa lần tới Đồng Nai luôn. Bữa nay chắc sư phụ quýnh tới Đồng Nai luôn á sư phụ. Có khả năng. Có khả năng lắm á. Ăn một cục lớn rồi. Ngủ vậy bạn. Mày thì lên đường xong xuôi hết rồi thì còn anh chơi gì xin đâu? Chào trôi chút nữa trôi về Đồng Tháp luôn. Đó, cầm bừng rồi bớt. Mày quên hoài của sư phụ không? Có bình dẫn không? Lấy bình sữa nè. Bệnh đó con bệnh á. Mày bệnh đi. Hai ba bệnh lại. Tim đập. Chút xíu nó gắt cái gạt vậy luôn. Trời ơi. Đây chị ra.